hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm nguyện ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhục Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quang Thanh Á đã thay mặt đạo tràng để bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Dạ, cảm ơn Tâm Phương. Dạ, bây giờ xa thủ Nhục Quỳnh thấy Vinh Quang Thanh Á đã cho bài học rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kinh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng cúng con ôn bài pháp của kinh số 230. Dạ, xa thủ là hai. Con kính nhân Bích Đánh Sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ Giáo Pháp, con cung kính đảnh lễ Chư Tăng, con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Sư thân chào tất cả quý bà, quý cô, tu nữ. Sư thân chào tất cả quý Phật tử. Dạ, con xin được phép ngâm câu kệ số 230 ạ. Nikham champo nada sewa kotang dindi tumarahati dewa pinang pasang santi rambunapi pasang sito nikham champo nada sewa kotang dindi marahati Dewa pinang pasang santi rambunapi pasang sitong nikam campo nada sewa kotang nindi tumarahati Dewa pinang pasang santi rambunapi pasang sitong hạnh sáng như vàng ròng ai dám chê vị ấy chư thiên phải khen thưởng Phạm Thiên cũng dương bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng và Sư xin nhường mic lại cho Rung. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ. À, Nhật Bình chưa thấy bàn tay của vị nào. Anh Nhục Quỳnh đưa tay, dạ, dạ kính mời cô tu nữ Tị Duyên, dạ, cha thú bằng tay của Vinh Quách Thanh Đá, kính mời Xích Trần Đạo, mời Xích Trạc Đông, dạ, kính mời Xích Tâm Phương, kính mời Kim Nhung, dạ, còn vị nào nữa xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên nha, dạ, dạ, cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên. À, cảm ơn bàn tay Trần Đông, Trần Đạo và Kim Nhung. Dạ mời cô cầm mic nha. Cô bị thiệt thòi cái chỗ là cô không đưa tay nên là Trần Đông không có dám đưa tay. Dạ mời cô. Dạ sa thú lần thầy. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, bây giờ xin đọc bài kinh Pháp Cú số 230. Dạ, cảm ơn Quý Thầy Phật Thân Á. Nikhang Chambo Nadat Sewa Ko Tang Ninh Dí Ko Tang Ninh Dí Tumarahati Dewa Binang Basang Santi Ramun Bibasang Sito Nikhang Chambo Nadat Sewa Ko Tang Di Maharat Tu Maharati Ya, lộn rồi. Ko Tang Nindi Tu Maharati
tu. Sáng hỏi đạo tràng, cái câu này nó bị lẻo lưỡi. Nịt khăn chăm bô na đát xê hoa, cô tăng nên đi tu ma ha ra, tu ma ra ha ti. Đê hoa bi năng ba sang san ti, ram mu bi ba sang si to. Khang po na đát xê hoa, cô tăng nịnh đi tu ma ha ra ha ti. Đê hoa bi năng ba sang san ti, ram mu na bi ba sang si to. Hạnh sáng như vàng rồng, dám chê vị ấy không phải khen thưởng, nhưng cũng tán dương của Minh Châu. Sáng như tấm lòng, sáng trong như tấm vàng y, có ai lại dám chê khi các ngài chư đế đoàn, chư thiên phàm thế loài người cũng đều hoan hỷ. Hết lời. Dạ, khổ thơ này của Hòa Thượng Duy Đức. Dạ, xin sám hối với đạo tràng, tại vì hôm nay ở kế bên nhà nó hát karaoke từ chiều giờ, tự nhiên bị phân tâm, vì nó vừa tắt thì Quỳnh mời á, cho nên là lên tự bị liếu lưỡi. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Đăng Đông. Dạ, kính mời chị. Sa thú cô tu nữ tự nhiên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, sư Tuệ Nhẫn, sư Tịnh Đạt, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hành. Kính chào đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 230. Nít khăn trầm bồ ná đá xề quá, cô tăng niềm tiếng Tumarahati đề hòa pi năng ba sằng sằng tí pramuna pi ba sằng si tô nít khăn trầm bồ ná đá xê quá cô tăng niên tí Tumarahati đề hòa pi năng ba sằng sằng tí pramuna pi ba sằng si tô nít khăn trầm bồ ná đá xê quá cô tăng niềm đi tu ma ra ha tí đề hòa bí năng ba sằng sằng tí pramuna bí ba sằng si tô hạnh sáng như vàng rồng ai dám chê gì ấy chư thiên phải khen thưởng phạm thiên cũng tán dương bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nít khăn trầm bồ ná đá xê quá, cô tăng niềm đi tu ma ra ha tí, đề hòa pi năng ba sằng sằng tí, pramuna pi ba sằng si tô. Sáng trong như tấm vàng y, có ai lại dám chê khi các ngài, chư thiên phạm đế loài người, cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thầm Hải Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tự Nhẫn, Đại Đức Tịnh Đạt, cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô Tôn Nữ Tự Nhiên, kính chào quý ông chị Trần Đạo Tràng. Cảm ơn chị Đăng Đông, chị Hồ Thiên Nhung cho biết tín hiệu nghe rõ.
con xin kể câu kinh Pháp Cú số 230 ạ. Nhiệt khang châm vô nà đa xê hoa, cố tăng minh di tu mà ra tu, đề hoa bi năng bà sang sang tí, nam mô na tu bà sang sĩ tu. Nhiệt khang châm vô nà đa xê hoa, cố tăng minh di tu mà ra tu, đề hoa bi năng bà sang sang tí, nam mô na bi bà sang sĩ tu. Ánh sáng như vàng đồng, ai dám chê gì ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Đó là khổ câu của hòa thượng Thích Minh Châu. Nhiệt khăn châm vô nà đa si quá, cổ tăng linh đi tu mà ra há tu, đề hoa đi năng bà xăm sẵn tí, nam mô na tu bà xăm sĩ tu. Sáng trong như tấm y vàng, như tấm vàng y, có ai lại dám chê chi các ngài, chư thiên phạm đế loài người cũng đều quan hiểu hết lời tán dương. Đó là khổ thơ của hòa thượng Vô Đức. Dạ, con đã kể xong, xin gửi mít lại cho chị Kim Nhung. Dạ, xa thú, xa thú. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ân đức Phật, con kính đảnh lễ ân đức Pháp, con kính đảnh lễ ân đức Tăng, con kính chào con kính chào các quý cô tu nữ, kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Con xin trả bài câu kinh Pháp Cú 230. Nick khang chàm bồ na đa sê quá cổ tàng nìn đi tu ma ra ha ti đề hòa bi nằng ba sàng sàn ti pram mu nà bi ba sàng. Nick khang chàm bồ na đa sê quá cổ tàng nìn đi tu ma ra ha ti đề hòa bi nằng ba sàng sàn ti pram mu nà bi ba sàng si tổ. Nịch khang cham bồ na đa sê hoa, cố tăng nín đi tu ma ra ha ti, đề hoa bi năng ba sang san ti, pram mu na bi ba sang si tô. Hạnh sáng như vàng ròng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương, là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Nịch khang cham bồ na đa sê hoa, cố tăng nín đi tu ma ra ha ti, đề hoa bi năng bà sang san ti, pram mu na bi bà sang si tô. Sáng trong như tấm vàng y, có ai lại dám chê khi các ngài, chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỉ hết lời tán dương. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc và kệ xong câu kinh Pháp Cú 230. Kính cảm ơn Huynh Quát Tha Ná. Dạ, kính mời chị Tâm Phương ạ. Xin xuống mic ạ. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ, con Tâm Phương, con kính đảnh lễ Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính cảm ơn chị Đặng Đông, Kim Dung, Trần Đạo, Hoa Nguyệt đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 230. Nít khâm chầm bồ nát đát xê quá cô tăng nình đi tú ma ra hát tí đề hòa vi nằng phát sầm sằng tí Pram mu na bi pa sam si to. Hạnh sáng như vàng ròng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Sáng trong như tấm vàng y, có ai lại dám chê khi các ngài,
chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương, và đó là phổ thơ của thượng tọa Giới Đức. Nikham jampo na dan se wang ko tanin din tu ma rahati dewa binang basam santi brahmunapi basam jito nikham jampo na dan se wang cố tăng đi đi tu ma ra ti đề quả pi năng bà sam sang ti ba mu na pi bà sam si tu ni kham cham vô na đan che quang cố tăng đi đi tu ma ti đề quá bi năng ba sam sang ti brahm mu na bi ba sam si tô hành sáng như vàng rồng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sáng trong như tấm y vàng, sáng trong như tấm vàng y, có ai lại dám chê khi các ngài chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương. Và đó là bộ thơ của thượng tọa Giới Đức. Kính cảm ơn Huỳnh Quá Thanh Á đã bố bài, và xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú lành thay chị Tâm Phương. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tín, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Hay mình kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Rạng Đông, chị Nhật Quỳnh, chị Kim Nhung, chị Trần Đào. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 230. Nikhang cham bo na da se wa ko tang nin di tu ma ra ha ti de wa bi nang ba sang san ti ram mu na bi ba sang si tu. Nét kham châm bô nà đa xê quá, cô tăng ninh đi tu ma ra ti, đề quả bi năng bà sang tăng ti, râm mu na bi ba sang si tô. Hạnh sáng như vàng rồng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nít khăn chăm bố nà đa xê quà, cô tăng ninh đi tu ma ra hà tì, đề quà bi năng bà sang sinh tì, ra mô nà bi bà sang si tù. Nít khăn chăm bố nà đa xê quà, cô tăng ninh đi tu ma ra hà tì, đề quà bi năng bà sang sinh tì, ra mô nà bi bà sang si tù. Sáng trong như tấm vàng y, có ai là dám chê khi các ngài chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và em kính mời huynh trưởng tiếp theo ạ. Dạ, sa thu lành thay xin đại minh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng chẳng đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể trình pháp cú số 230. Dạ, cảm ơn Sít Rạng Đông, Sít Nhật Thuyền, Sít Hoa Nguyệt cho biết nghe rõ. Sít Kim Nhung cho biết nghe rõ. Nikhang cham bo na da se va ko tang nin di tu ma ra ha ti de va pi nang pa sang san ti Pramuna pi pa sang si to nikhang chambo na na seva
cô tăng nín đi tu ma ra ha ti đề va pi năng pa sang san ti pram mu na pi pa sang si to nikang jambo na da se va cô tăng nín đi tu ma ra ha ti đề va pi năng pa sang san ti Ramunapi Pasangsito. Hành sáng như vàng ròng, ai dám chê vì ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Bản dịch Minh Châu. Sáng trong như tấm bảng y, có ai lại dám chê khi các ngài, chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương. Bản phổ thơ của ngài giới đàn năm Phật tha gia sư mấy kính mời xin Nhật Huỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Phật Thanh Á. Dạ, cảm ơn Hoàng Việt, cảm ơn Trần Đông, cảm ơn Kim Nhung, Thích Trần Đạo, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính, đảnh lễ, đại đức Pháp Tính, đại đức Tịnh Đạt. Cùng chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nam Mô Bích Tha Giá, và con 2 phút. Đáng lẽ là con sẽ lên trả bài, nhưng con xin phép quý ngài và đạo tràng cho con xin thông báo một việc rất là quan trọng đối với những ai dùng Facebook. Dạ. Lý do là con có một người bạn đã báo tin cho con biết là mấy ngày hôm nay có những cái Facebook mà mượn danh nick người này người kia để xin tiền, gọi tiền cái này kia nọ. Thì con là người mà xin thông báo nếu quý ngài và quý vị trong đạo tràng thấy cái nick mà Hồng Nhật Trần mà có kêu gọi tiền bạc hay là gì đó thì đừng bao giờ tin và đừng bao giờ gửi tiền cho một điều gì hết. Tại vì trước đây bản thân con đã bị một người lấy cái nick rất là quen thân với con để kêu gọi tiền bạc mà trong cái lúc cấp cứu luôn, nên con đã gọi về Việt Nam và bắt mấy đứa con phải huy động tiền để gửi cho cái tài khoản đó để cứu người. Nhưng sau đó là con bị gạt tới mấy ngàn đô luôn. Nên là con bây giờ lại hiện tượng không dùng những cái nick mà bây giờ dùng cái nick Facebook. Dạ, nên con xin thông báo với ngài và đạo tràng và quý vị, tất cả quý vị trong đạo tràng cẩn thận. Cẩn thận là nếu có một cái nick Facebook nào mà quen mà kêu gọi tiền bạc, ví dụ Đặng Đông hoặc là Vinh Quách Thanh Ná hoặc Nhật Quỳnh hay cô tu nữ Tệ Duyên gì đó, thì quý vị cẩn thận, không tin ai hết. Dạ. Nếu mà những hoặc là quý sư, dạ, thì quý vị nên cẩn thận là một điều tốt nhất, không có tin ai hết. Dạ. Nếu quý nào, ví dụ quý sư có cần gì thì quý sư đã nói thẳng với Phật tử, chứ không phải mà lên Facebook mà kêu gọi hoặc là Nhật Quỳnh hoặc là Vinh Quách Thanh Á đi. Dạ, nếu cần gì thì sẽ điện thoại thẳng nói chuyện với quý vị, chứ không bao giờ dùng cái nick Facebook của mình hoặc dùng cái nick mà ở trong Manh Thoát này để kêu gọi gì hết. Nên con thành kính xin quý ngài ghi nhận điều đó và xin tất cả đạo tràng ghi nhận điều đó để khỏi bị gạt như Nhật Quỳnh cái đại năm về trước. Nhật Quỳnh vì lòng từ bi mà Nhật Quỳnh đã bị gạt đấy mấy ngàn đô luôn đó. Dạ, nên kính mong quý ngài và quý vị hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài Pháp Quốc Kinh số 230. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Nguyên Quách Thanh Á, cô Ái Minh, Thích Tâm Hương, Thích Kim Nhung, Thích Trạng Đông, cô tu nữ Tệ Duyên, Thích Trần Đạo đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính cảm ơn, ở quên kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh
lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay là câu Pháp của Kinh số 231. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sân Kha Dạ. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh hoang quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui tam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi việc lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là Nhơn Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 A giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 231. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, con cung kính đảnh lễ Đại Đức Thượng Tọa Minh Hạnh, con cung kính Đại Đức đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, con cung kính đảnh lễ Sư Huynh Tịnh Đạt và Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là buổi thuyết giảng của Sư. Bài Pháp hôm nay, Sư sẽ gửi đến quý vị những cái điều rất là sâu sắc ở trong bài Pháp và chúng rất là hiện thực trong cuộc sống này. Không biết cái mạch văn nó có đi đầy đủ không? Mỗi khi sư thuyết giảng diệu pháp thì sư rất là tôn trọng người nghe và phải suy tư rất là nhiều. Nhưng mà suy tư nhiều quá đôi khi nó cũng bị nhiều cái vấn đề. Bây giờ con trước khi vào bài pháp con xin đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang aphiwa devi Sakhato Phagavata Thammo Thammang Namassami Subhatipanno Phagavato Savakasangko Sankhang Namassami. Con đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng, đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác, ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ơn đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chữa lành tất cả các căn bệnh, phiền não cho chúng sanh. Với những ai có đủ niềm tin chân chánh theo chánh pháp, người ấy sẽ được ăn đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và nhất là thành tựu ba la mật để tỏ ngộ lý tứ thánh đế và chứng đắc tứ thánh đạo, thoát khỏi trầm luân sanh tử. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ,
cùng thân bằng quyến thuộc, cha mẹ hiện tiền, và kính chi phước này đến tất cả chư dạ xoa long vương càng thất bà súc sinh ngạ quỷ phi nhân Atula Diêm Chúa. Xin quý vị tùy hỷ phước báo này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài theo cảnh giới của mình. Và nhất là phước báo này kính chia đến cả đạo Phật tử ở gần ở xa, mong cho quý vị thành tựu vô lượng công đức phước lành và sớm chứng đắc được lý tứ thánh đế, tứ thánh đạo ngay trong đời sống của mình. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư đại đức tăng, hôm nay chúng con được lại tiếp tục thuyết giảng về pháp cú câu kệ số 231. Câu kệ 231 này thì nó có 4 đoạn, con xin được đọc một lần. Ca yap pak ko pang rakkhaya kayena sang putto siya. Ca ya dukcha ri tang hi toa kayena sucha ri tang cha re. Và được dịch theo thể văn xuôi là nên canh phòng sự phẫn nộ của thân. Nên là người đã được thu thúc về thân sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do thân ác hạnh, nên thực hành vì tốt đẹp thiện hạnh do thân. Thì trước tiên là cái câu kệ này thì chúng ta biết là thân thì chúng ta phải hiểu có hai cái loại thân, tức là sắc thân Kayadupa và danh thân là Kayanama. Như vậy ở đây cái câu kệ này thì Đức Thế Tôn nói về danh thân, nhưng mà nói đến những cái nghiệp mà thúc đẩy thân của chúng ta làm những cái việc ác. Nhưng mà trong cái bài kệ này, cái tích chuyện này thì lại nói về cái hành vi, ứng xử, cư xử và cái tác phong, rồi cái lớp hạnh của một vị tỳ kheo. Trong cái nhóm lục sư mà đã thấy cái đó thì chúng ta phải kết hợp cả hai cái này. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái chích nghĩa tự vựng. Cái câu đầu tiên là ca dắt bác băng rắc khê giá, là lên căn phòng sự phẫn lộ của thân. Ca dắt bác cô bác, chúng ta biết là nó là một cái hợp từ là ca giá cộng với bác cô tá. Ca giá ở đây chỉ cho cái gì? Chỉ cho 28 sắc quẩn này ha. Chỉ cho cái thân tứ đại này. Bác cô bác. Như vậy là ca giá bác cô bác, nó là một cái nhóm từ nam tánh. Ở đây cái câu kệ này chia theo đối cách là sự phẫn lộ phát ra bằng thân mới là đúng, hay là sự phát lộ của thân. Ca giá là một cái danh từ nam tánh chỉ cho thân tứ đại. Chúng ta biết là thân thì nó chỉ là những cái vật chất vô chi vô giác, quế trược bẩn thỉu. Nhưng mà do nó nghiệp nó sanh nên là nó có sắc nghiệp, có sắc mạng quyền, nên là tâm nó nương và nó thể qua cái hành động cử chỉ nghiệp. Thì nghiệp thân thì chúng ta biết là nó có ba, phải không? Là sắc sanh, trộm cắp, tà dâm ha. Nhưng mà trong bài kệ thì chúng ta biết thì nó lại còn cái vấn đề về giới hạn trong những cái ưng học pháp để chúng ta cần phải biết. Cái từ Bác Cô Bá đó là một cái danh từ nam tánh chỉ cho cái sự phẫn lộ, sự tức giận. Sự tức giận nó phát sanh ra từ thân, làm cho cái thân biểu chi nó múa tay, múa chân, rồi nó đá hay là đấm hay là cầm gậy, cầm cây, đánh đập vân vân. Như vậy thì ở cái bài kệ này nói đến danh thân. Và cái từ rắc, rắc khay giá là chúng ta biết là nó là một cái căn rắc, rắc, rắc khát tí đó. Nó là cái động từ ở đây chia theo thao động thể ha, là lên phòng hộ, lên bảo vệ, lên phòng hộ, lên bảo vệ. Cái câu thứ hai là
Kayena Sangvuto Siya là nên là người đã được thu thúc về thân. Thì chúng ta biết nè, Kayena thì nó chia theo sử dụng cách ha, sử dụng cách nó cũng là ca giá trị cho thân. Sangvuto Siya thì chúng ta biết cái từ Sangvuto, cái căn của nó là con hoa. Tiếp vĩ ngữ, đầu tiếp đồng ngữ của nó là sang, là sang quá tí ha. À, ở đây nó chia theo quá khứ phân từ nam tánh và chia theo chủ cách, nên là nó trở thành sang vú tô, là đã được thu thúc. Còn cái động từ nguyên mẫu của nó là sang sang quá tí ha, sang quá tí hay là sang quá tí. Tiếp động ngữ sang là cùng hoàn toàn, cùng hay là hoàn toàn hay tự mình. Còn cái căn qua của nó là cản trở, ngăn che. Cái câu kệ thứ ba là ca giá đút cha đi tăng hít toa, là sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do thân hành ác. Ca giá đút cha đá tí nó là một cái hợp từ ca giá cộng với đú cộng với cha đá tí. Nó là một cái nhóm từ mà trung tánh. Ở đây chia theo đối cách là hành động ác của thân. Hành động ác của thân. Hành động ác của thân. Ca giá là danh từ lam tánh, là chỉ cho thân. Ducharita thì nó là hai cái hợp từ. À, nó là một cái nhóm từ mà dùng hai cái từ ghép lại. Từ đú cộng với charity. Đú tức là chỉ cho cái sự xấu ác, còn chá rất tí nè chia theo quá khứ phân từ là chá rí tá, nên là đã được thực hành hành động. Và tiếp theo câu kệ cuối là ca dê nát su chá rí tăng chá rê, là lên thực hành hành vi tốt đẹp thiện hạnh do thân. Sú chá rí tăng, chúng ta biết là sú, cái tiếp vĩ ngữ đầu ngữ của nó là tốt, chỉ cho sự tốt đẹp. Chá rí tá là chỉ cho cái hành vi tốt đẹp. Sú là tốt đẹp, khéo léo. Còn cái từ chá rí tá là cái căn chá cộng với ý tá, là một cái danh từ trung tánh, chỉ cho hành động lành. Và cái từ charity đó thì nó chia theo quá khứ phân từ lên là nó trở thành charita, là quá khứ phân từ là đã được thực hành, đã được thực hành. Đó là những cái từ vựng trong cái bài kệ này mà chúng con đã trích nghĩa từ vựng xong. Và bài kệ này ngài Thích Minh Châu ngài dịch là năm chữ là giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành. Đó là cái bài kệ này mà dịch như vậy. Và đến giai đoạn thứ hai thì chúng ta đi vào cái tích truyện này. Thì cái tích truyện này nó rất là ngắn gọn. Ở đây chỉ cho nhóm luật sư. Vì đó đẽo những cái gỗ, làm những cái đôi dép để mang đi trong cái khuôn viên mà chư tăng sinh sống vào buổi tối. Thì chúng ta biết là cái gỗ thì đi thì nó cứ bật lên bật xuống á. Những cái người nào ngày xưa mà đi gút mộc bằng những cái gốc tre này kia mà người ta đẽo đó, thì nó hay kêu lộc cộc, mà buổi tối thì nó kêu rất là lớn. Nên cái hành vi đó làm cho chư tăng rất là khó chịu. Và chư tăng đã trình lên Đức Phật, và Đức Phật đã giảng dạy bốn cái bài kệ mà chúng ta được biết. Bài kệ thứ hai là gì? Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành.
và rồi giữ ý, rồi giữ cả tam nghiệp. Đó là cái bài kệ này, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái ý nghĩa của cái bài kệ này. Trước tiên thì chúng ta biết nói về thân. Ở đây thì chúng ta biết là thân thì chỉ cho sắc pháp. Và trong thân này thì nó có danh pháp, nên nó có liên hệ với nhau. Nên là Đức Phật dạy có hai cái loại thân nè. Thân sắc và danh thân và sắc thân. Trước tiên thì chúng ta phải nói đến nghiệp. Nghiệp là một cái tâm sở tư trong cái bài kệ này. Và chúng ta biết là cái tâm sở tư thì nó có trong tất cả 121 tâm. Như vậy thì chúng ta biết là cái tâm sở tư nó có hai cái đường hướng. Một là nó đi chung với những cái động lực thiện và bất thiện, thì chúng sẽ tạo nghiệp qua thân, qua khẩu. Ý. Còn mà cái tâm sở tư đó, nó đi vào trong những cái tâm duy tác hay tâm quả, thì những cái tâm sở tư đó nó thúc đẩy các pháp đồng sanh, chứ nó không làm nhiệm vụ tạo nghiệp. Nó không làm cái nhiệm vụ tạo nghiệp. Và nó đang có mặt ở đây. Và chúng ta biết được rằng là những cái thấy, thì chúng ta biết là cái thấy này chúng không có tạo nghiệp, bởi vì chúng là quả của nghiệp. Nên chúng là quả nên chúng không thể tạo nghiệp được. Do vậy là chúng chỉ bắt cảnh và cái đối tượng thị giác. Như vậy cái đối tượng thị giác nó cũng là duy tác, nó cũng là vô ký. Và cái tâm thấy này nó cũng là vô ký. Và cái đối tượng thị giác đó, nó không phải là con người, đàn bà, đàn ông gì cả. Quý vị chịu khó lắng nghe để chúng ta thấy pháp để giác ngộ. Nó quan trọng lắm. Nó chỉ là những cái mảng màu thôi. Và thực tế là nó không đi vào con mắt. Mà con mắt nó cũng không có nhảy ra để mà tóm thâu lấy cái màu đó. Mà nó do cái gì quý vị biết không? Nó do một cái xúc. Nên là cái tâm thấy này nó mới thấy đối tượng thị giác đó. Và nó hoàn toàn là vô ngã. Nếu mà chúng ta hiểu từ đây hiểu ra thì tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết đúng theo lời Đức Phật dạy. Như vậy thì hàng ngày thì có những cái tâm quả, rồi tâm duy tác, rồi là động lực thiện hay bất thiện, rồi chúng tạo nghiệp, rồi chúng lại chìm vào hữu phần hay ngủ say, rồi thì tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, rồi ngày ngủ say, rồi ngày mai lại thức dậy, lại tiếp tục cái quả thấy, rồi lại sau đó nếu không hiểu biết thì lại tiếp tục tạo nghiệp bằng thân, khẩu, ý, từ những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng rất đổi bình thường này mà không ai thấy được nó hết. Hãy luôn luôn nhớ rằng không bao giờ giác ngộ được ở trong kinh điển, mà chỉ có giác ngộ được trong đời sống này. Nhưng mà kinh điển là tối quan trọng, bởi vì cái đó là cái hướng để chỉ vào đâu, để chỉ vào những cái thực tại trong đời sống hàng ngày. Hãy đừng quên. Nhưng mà nhớ rằng
khoảnh khắc này chúng ta sẽ đối chiếu vào lời Đức Phật dạy, không có sai đến một ly nào cả. Đó là sự tuyệt hảo nhất. Mà chỉ khi nào chúng ta thấy được cái đó, chúng ta sẽ thấy được lời dạy của Đức Phật. Và lúc đó chúng ta sẽ giảng giải diệu pháp, chúng ta sẽ chia sẻ cho bất cứ ai, sẽ không bao giờ mang đến lỗi lầm. Và chúng ta thấy cái thấy thì nó không có tạo nghiệp được, cái nghe không có tạo nghiệp được. Do vậy khi chúng ta thấy, chúng ta tức quá, cái suy nghĩ của chúng ta nó tức quá, nó mới nói ra bằng khẩu vào, nó mới tức quá, nó mới lấy tay, nó mới đấm đá, đúng không? Rất là rõ ràng. Như vậy cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó là quả của nghiệp. Và nếu chúng ta không hiểu được nó thì nó sẽ trở thành phiền não liền. Bởi vì có xúc là có thọ là có ái là có thủ là có hữu là có sanh là có già, chết, sầu, bi, khổ, ai. Mà cái gì là hữu, chính nghiệp hữu đây, nghiệp bằng gì? Bằng thân, khẩu, ý. Do vậy là cái thấy nó không có tạo nghiệp, nghe không có tạo nghiệp, ngửi không có tạo nghiệp, nếm không có tạo nghiệp, xúc chạm không có tạo nghiệp. Mà nó phải đi vào qua ý môn. Như vậy thì chúng ta biết từ ý môn này, chúng ta mới nói ra những cái, dùng cái ngôn ngữ chế định để nói về những cái pháp thực tính đã trải qua lâu lắm rồi. Ví dụ như là chúng tôi muốn nói với quý vị thì những cái thực tại nó đã trải qua lâu rồi, nó diệt rất là lâu rồi. Để cho chúng ta thấy được rằng là chánh niệm sanh khởi là vô cùng khó. Tất cả những cái phương pháp gì mà thực hành mà để cho có chánh niệm thì đều là sai hết. Và chỉ có nghe cái pháp duyên khởi, duyên sanh này thì chánh niệm nó mới thực sự đúng với cái bản chất của nó là thấy thực tại hiện giờ. Bởi vì chánh niệm của tứ niệm xứ không thể nào mà bạn này không có cái sự nghe và hiểu biết về những cái thực tại sanh khởi trên các căn mà lại biểu là ngồi ở đâu đó mà để có chánh niệm thì xin thưa rằng không bao giờ có được. Mà nếu khi chúng ta đã thấy rồi thì toàn bộ thế giới ở bên trong của chúng ta sẽ thay đổi một cách tự nhiên. Giới hạnh, sự chân thật, tất cả những cái điều này, thân khẩu ý của chúng ta nó sẽ thay đổi một cách hoàn toàn. Nó đi vào đúng cái hướng của con đường trung đạo, bát chánh đạo. Và chỉ có như mới gọi là thu thúc thân được thôi, khẩu được thôi, ý được thôi. Còn nếu như mà chúng ta không nắm rõ được cái điều này thì xin thưa rằng chúng ta có nói cái gì đi chăng nữa thì cũng không bao giờ thanh lọc được. Và chúng ta để ý đó, nhưng mà khi thấy được rồi thì cái chánh niệm này, khi mà chánh niệm thực sự nó sanh khởi thì bạn mới thấy rằng tự nhiên cái niềm tin, cái sự kính trọng này kia nó có đầy đủ hết. Còn khi mà tại sao mà chúng ta nói một đằng làm một nẻo này kia là do chúng ta chưa hiểu về pháp thôi. Chưa hiểu về pháp, chưa có tôn kính pháp. Chưa hiểu về pháp thì không có tôn kính pháp được. Mà nếu có tôn kính Đức Phật thì cũng chỉ tôn kính một cách hời hợt, gọi là có cái niềm tin thôi. Nhưng mà khi hiểu pháp Đức Phật dạy rồi đó thì sư đảm bảo với quý vị rằng là không có vì ai cả đâu. Nếu chỉ vì giới định tuệ ở trong này thôi. Giới định tuệ. Và chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng pháp là vô ngã, là duyên sanh. Không có ai làm cho chúng ta bất thiện được cả. Và chúng ta cũng không có cái quyền gì để kiểm soát chúng ta là tôi sẽ làm được cái này, tôi làm được cái kia. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì đã có một cái tôi nó ngự trị ở đó rồi. Thay vì chúng ta học pháp vô ngã duyên sanh là để thấy, để hiểu
thì có bất thiện thì chỉ để hiểu bất thiện này từ căn môn nào tới, từ duyên nào tới, từ ý hành nào sanh khởi, từ cái cảm thọ gì. Thì chúng ta sẽ nhận chân ra được rằng nếu không có cái thấy, không có cái nghe thì không có những cái khoảnh khắc của cái thân bất thiện này, cái sở hành bất thiện của thân này. Nhưng mà cái thấy, cái nghe nó không có bất thiện, năm mà Bích Tha giá và đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của sư. Nếu sư nghe được âm thanh của con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ cảm ơn rằng đông. Dạ sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu. Dạ con kính nhân mít đến sư. Mà Bích Tha giá, dạ con kính thỉnh sư cầm mít ạ. Ồ, chắc máy sư có vấn đề rồi, sư cầm mít không được rồi. Đường nét có vấn đề rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, vì sư nghe được âm thanh con. Nếu sư cầm mít không được thì sư phải chạy khỏi rung rơi sư trở lại ạ. Con kính nhân mít đến sư thử lại ạ. Dạ thưa, bây giờ quý vị nghe rõ chưa ạ? Dạ alo, alo, alo. Alo. Và chúng ta nhớ rằng là tất cả pháp là vô ngã, không có ai điều khiển được cái điều gì cả. Như vậy ở đây nói thu thúc là thì như thế nào? Đức Phật nói chính là chúng ta phải hiểu biết các cái căn môn này, bởi vì các pháp á nó là vô ngã nhưng mà bao giờ nó cũng sanh khởi qua các cái căn môn này. Và tâm thì nó có cái bản chất biết sẵn rồi. Vậy thì chúng ta chỉ cần tỉnh thức thêm lên cho nó mà thôi. Và nếu mà chúng ta tỉnh thức càng ngày càng thêm lên, tỉnh thức là gì? Tức là chúng ta ghi nhận được nhiều các pháp với đúng bản chất của nó, thì sẽ hiểu được cái khoảnh khắc nào là bất thiện, khoảnh khắc nào là thiện, khoảnh khắc nào là trí tuệ, khoảnh khắc nào là chánh niệm, khoảnh khắc nào là tinh tấn, khoảnh khắc nào là hôn trầm thuyện biên. Nó khác xa nhau và nó chỉ là một rồi trở về không, rồi không lại là một, một rồi lại trở về không. Không có ai ở đây cả. Và chúng ta biết được rằng cái bất thiện á, tham sân si á, thì nó ở trong cái lộ ý đó, mà nó mới hình thành ở trong lộ ý đó, thì nó chưa khởi, nó chưa có tạo thành nghiệp đạo để đi luân hồi được. Nó mới ở cái dạng phiền não thôi. Nhưng mà khi chúng ta không có biết các cái căn môn này đó,
thì cái sự thèm khát, cái sự thèm muốn, nó lại tiếp tục, nó cứ ngoi dần, nó muốn nhìn, muốn thấy tiếp theo. Thì những cái cảnh này nó lại đập vào các căn môn này, và từ từ các cái lậu hoặc này, các cái lậu hoặc nó tăng trưởng, và cái cảnh đó, cái tâm này nó bị cuốn hút. Thì lúc này là gì? Là cái tâm bất thiện này, nó chỉ có ba cửa để nó thúc đẩy. Một là ý, hai là cái cửa của khẩu biểu chi, và thân biểu chi. Thân biểu chi do sắc này, do tâm tạo. Và thế là chúng tạo nghiệp, và chúng tạo nghiệp đạo. Khi nào mà nó phát ra bất thiện, mà nó phát ra khẩu rồi, thì nó trở thành nghiệp đạo. Lời nói đã được thoát ra rồi, cái cú đấm đã được đấm vào người khác rồi, thì nó trở thành nghiệp đạo. Và lúc đó không còn có thể sửa được nữa. Và nghiệp và quả của nghiệp, nghiệp đã được hình thành, và quả của nghiệp đủ duyên sẽ trổ quả trong tương lai. Điều đó là chắc chắn rồi. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong ý môn, cái phiền não nó mới ở trong ý môn, thì nó chưa có hình thành được nghiệp đạo. Nhưng mà cái bất thiện này mà nó qua được khẩu, được thân, là nó trở thành nghiệp đạo, đi luân hồi liền. Còn ở trong ý thì nó mới ở cái dạng phiền não. Rồi cái thiện mà ly trí đó, nó cũng vậy. Như chúng ta bố thí, hay là chúng ta làm cái việc công đức đó, thì nó phải thoát qua khẩu và lời, thì nó mới trở thành nghiệp đạo tốt đẹp được. Còn nó chỉ ở trong ý là tôi suy nghĩ để tôi bố thí cho người này, nhưng mà tôi không có bố thí, thì cái đó nó chưa trở thành nghiệp đạo. Nó mới là cái thiện nhỏ nhặt ở trong ý thôi, chưa có hình thành cái nghiệp đạo. Nhưng mà đặc biệt trí tuệ đó, thì nó không cần thân và khẩu. Và cái trí tuệ nó mà phát triển mạnh nhất thì nó phải ở trong ý môn. Ví dụ như chúng ta tu thiền, chúng ta chánh niệm về tứ niệm xứ, chúng ta ngồi yên ắng, hay là chúng ta đi lại trong tâm ý của chúng ta nhạy bén trong ý, thì đặc biệt là trí tuệ nó đã hình thành nghiệp đạo ở đó vô cùng lớn. Ví dụ như chúng ta tu tập thiền định, chúng ta đâu có ngồi yên, chúng ta đâu có tạo về thân hay khẩu, nhưng mà trí tuệ đã rất là thù thắng. Cái phẩm chất của trí tuệ là như vậy. Như vậy là trí tuệ nó cần một cái loại tâm yên tĩnh. Nếu như mà tâm không yên tĩnh thì trí tuệ nó không bao giờ sanh. Nhưng mà cái yên tĩnh của trí tuệ này á, nó phải đi chung với trí tuệ, tức là trí tuệ tạo ra nó và nó tạo ra trí tuệ. Tức là sao vậy? Tức là gì? Tức là những cái phẩm chất của trí tuệ nó hướng về cái dòng tâm của nó, nó đi chung với các cái tâm sở đồng sanh của nó làm cho yên tĩnh. Thì cái yên tĩnh này nó lại tiếp tục hỗ trợ cho trí tuệ. Cái đó gọi là chánh định và chánh chỉ kiến, nó đi chung đó. Nó không thể tách rời được. Chúng ta tưởng là chúng ta lấy cái định của thiền định để đưa qua thiền quán, làm sao mà có hai cái tâm đó, vậy là hai tâm nó sanh chung à? Vô lý. Vô lý hết sức luôn á. Mà nhiều người cứ giảng thuyết hoài. Nó vô lý mà nó không thể tưởng tượng được. Cái chánh trí tuệ của thiền quán, cái đối tượng của nó là thực tại. Và cái phẩm chất của nó là cái trí tuệ ở trong đó. Bất cứ khi nào cái hiểu biết gì thì cái thanh tịnh nó đã có ở đó rồi. Cái tịnh tâm và tịnh thân nó phải có ở đó. Cái bất kể cả là một cái thiện tâm thiện bình thường thôi. Và xin thưa rằng thiền định là gì? Nếu như chúng ta không có hiểu biết thì chúng ta có tu tập thiền định được không?
Không. Đề mục nó không có tu cái gì cả. Như vậy là hằng ngày mà chúng ta có nhiều thiện tâm là có nhiều thiền định rồi. Vì chúng ta tìm đâu ra ngoài 20 năm cái sở hữu tình hảo biết. 20 năm sở hữu tình hảo. Không có. Không có. Nó chỉ là một cái danh xưng khác thôi. Và chúng ta phải hiểu là tại sao mà Đức Phật khi còn là Bồ Tát, Ngài bỏ hết phi phi tưởng xứ và những cái bát thiền của ngoại đạo xưa mà Ngài trở về với cái hơi thở tự nhiên này. Cái hơi thở tự nhiên với chánh tri kiến đó. Chứ nếu cái kia mà giác ngộ rồi thì Đức Phật xuất khỏi thiền thì Đức Phật cái đó sao còn phiền não vậy? Nhưng mà Ngài đi vào cái hơi thở này một cách tự nhiên như vậy. Ly dục ly các pháp bất thiện. Chứng và chú sơ thiền liền. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Như vậy chúng ta phải để ý à, khi mà chúng ta giác ngộ, chúng ta phải đi trên con đường này, chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Còn nếu không á, thân khẩu ý của chúng ta nó sẽ đi lệch qua giới định tuệ liền. Và nó chỉ có hai thôi. Đức Phật dạy có hai pháp là bát tà đạo và bát chánh đạo. Nó nằm trong cái thân này. Khi nào mà chúng ta không có chánh chi kiến là lập tức tà kiến có mặt liền. Vô minh có mặt liền. Rất là nhạy bén. Rất là vi tế. Và chúng ta đã đi cái con đường tà này vô lượng vô biên rồi. Nó thành thói quen rồi. Cho đến khi chúng ta học Phật Pháp thì nhiều người vẫn cứ đi theo con đường tà chứ không mấy khi đi được trên con đường chánh. Nên là thân khẩu ý của chúng ta tại sao tu hoài mà càng ngày nó càng sân, càng ngày nó càng tham, càng ngày nó càng cái gì đâu không à. Nó không có xả ly. Nó không có trở thành bần tăng. Nó không có trở thành người có đức hạnh. Thì rõ ràng chúng ta đi sai đường chứ. À, làm sao mà đi đúng đường này Đức Phật dạy được. Lúc chưa, lúc chúng ta chưa vào Phật Pháp thì thân khẩu ý của chúng ta dầu là bất thiện nhưng mà không có che đậy. Nhưng mà khi chúng ta đi vào Phật Pháp rồi, chúng ta học nhiều rồi nhưng mà bây giờ có bất thiện thì lại che đậy nó lại bằng nhiều cái hình thức giả dối. Thì có phải là chúng ta đi trên cái con đường bát tà đạo không có đúng chút nào hết. Chúng ta thuyết pháp nhưng mà chúng ta vẫn đi coi bói, coi ngày, coi giờ này kia thì nó vô lý quá. Nhưng mà không thể làm gì được một khi mà tà kiến đã có mặt. Chúng ta thuyết giảng giáo pháp, chúng ta nói giáo pháp, chúng ta viết nhiều kinh sách không có nghĩa rằng chúng ta có chánh chi kiến ở trong tâm của mình. Đừng có nói như vậy thưa quý vị. Chánh chi kiến là khi nào bạn phải thấy đúng pháp. Bạn mới giải quyết được cái vấn đề tam nghiệp này, phiền não này. Thật khó mà hưởng ứng được sự thật, phải không?
thật khó, thật khó. Nên chúng ta biết được là phòng hộ thân của mình không phải là chuyện đơn giản đâu, vô cùng khó. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta mặc cái tấm y trong giáo pháp của Đức Phật, chúng ta ở trong chùa, rồi chúng ta nghĩ rằng tôi sẽ không bị cái ác nghiệp, không bị cái thân làm ác này. Không có làm ác về thân. Làm ác về thân nó có rất nhiều. Nó tinh tế lắm, không phải chúng ta đấm người hay là đánh người hay là đá người. Làm ác về thân, như chúng ta biết là trong 75 ưng học pháp, Đức Phật dạy về những cái cử chỉ như là đi vào xóm làng không có chùm y, nên rồi là thân không, khi không bệnh thì không được tiểu tiện, nên cỏ xanh, rồi là không có được múa tay múa chân, rồi đi tắm không có được dưỡng nước, vân vân. Và những cái cử chỉ hành động tuy rằng nó nhỏ nhặt như vậy của một vị sư, nhưng mà nếu mà chúng ta không có thu thúc, không có chánh niệm tỉnh giác á, thì cũng bị người tại gia cư sĩ hay người khác người ta chê cười, rồi người ta đàm tiếu, thì mình cũng mang những cái bất hạnh, những cái điều xấu xa đó đến cho người khác, mặc dầu là cái hành động rất là nhỏ nhặt. Nhưng mà chúng ta biết được rằng là tất cả chúng ta đều đã bị phiền não giày xéo, và tham đã là ông chủ quá lâu, và chúng có sức ảnh và lớn vô cùng vô tận. Chúng ta thoát ra được cái sự nghèo đói đã là khó. Chúng ta bố thí vật này kia cũng đã là khó. Chúng ta ngăn ngừa không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm cũng đã là khó trong một kiếp người. Nhưng mà ông chủ tham này lớn lắm quý vị, mà lại được vô minh bao che nữa. Mà vô minh thì sao? Thì quá lớn. Và chúng ta thì ỷ lại nghĩ rằng mình học nhiêu đây là mình tưởng mình giỏi lắm rồi. Không có đâu quý vị. Rồi mình tưởng rằng mình thuyết pháp như vậy là mình đắc đạo.
ngày kia người này người kia. Không có đâu thưa quý vị. Nếu như mà chúng ta thực sự hiểu được về Pháp một chút một trong đời sống một ngày thôi, chúng ta mới thấy được rằng là một ngày chúng ta phải phục vụ cho ông chủ suốt cả ngày, không có lúc nào nghỉ hết á. Đang nằm thoải mái một chút xíu cũng là ông chủ tham. Đau nhất, nằm xuống đau nhất, dậy một cái ông chủ tham cũng bắt đứng dậy. Đói một cái ông chủ tham bắt đi ăn đi uống. Cũng vì cái gì? Cũng vì cái thân quế trược này à, cũng vì cái thân quế trược này. Mà khổ cái này đuôi cái thứ vô tri vô giác này, hàng trăm ngàn năm, hàng triệu năm, hàng vô lượng kiếp sống, không có một cái thân nào nó biết nói cái gì hết. Mà hàng ngày thì tâm của chúng ta thì toàn nói chuyện với thân không. Mà thân thì nó cứ chơi chơi trò trọi ra đó. Rồi mình bắt đầu vẽ tô lên trên đó. Vẽ tô lên. Chúng ta đi coi kiến này tưởng mình là trong kiến. Mà không biết được rằng đó chỉ là đối tượng thị giác, không có mình nào trong đó cả. Chúng ta đập vỡ cái kiến ra thì cái đối tượng thị giác nó ở đâu? Thế sao nó là của mình thì đập vỡ cái kiến ra thì chúng ta vẫn thấy ở đó chứ? Không. Chúng ta thấy cái ý niệm về ngã, cái bóng ảnh của cái tôi, nó luôn luôn ngự trị ở trong tâm trí của chúng ta. Nên là khi thấy, khi nghe, ngửi, nếm được mà đụng chuyện một cái, nào bắt đầu cái tôi trong trong mình này nó dục dịch. Ví dụ nghe một cái lời nói nào tính cái tên của mình xấu xa như này thế kia nè, bắt đầu cái tôi này nó đứng lên rồi, nó dựng lên rồi, bắt đầu nó chuẩn bị, máu nó sôi lên rồi, tim nó đập nhanh lên rồi, cảm thọ bắt đầu nó trào lên rồi, và hơi nóng nó bùng phát rồi, và bắt đầu tâm ý nó chuẩn bị duỗi tay co chân rồi, bắt đầu tung cú đá và cú đấm rồi. Nhưng mà đối tượng thị giác nó cũng lại không biết cái gì cả. Chỉ là những cái mảng màu. Màu sắc mà. Nó chỉ một màu. Thì các bạn có tham, có sân, có gì được không? Thì giác nó thích người, thích chúng ta gì? Này hết. Pháp mời. Và sau đó, và không được có thật.
người nào nói rằng vi diệu pháp không phải là pháp hiện giờ thì quả thật mà người đó nói rằng tôi chứng đạo quả, tôi chứng cái này cái kia thì thật sự là cái người đó đúng là ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn thật sự luôn á. Và làm sao để chúng ta phòng hộ cái thân này? Đó thì chúng ta phải phòng hộ từ mắt, tai, mũi, lưỡi. Và phải hiểu cái thân này là gì? Thân này chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió. Là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh. Là quả của nghiệp. Nhớ là quả của nghiệp. Là vô thường, là biến hoại, là bất tịnh. Là vô chi, vô giác. Hiểu thực sự nó thì mới phòng hộ được thân. Ai chửi, ai nói cái gì, hay là chúng ta té đau này kia, không có bực bội, không có khó chịu. Bởi vì nó không phải của mình. 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 Khi mà tâm chúng ta thực sự hiểu được nhân quả như vậy, hiểu được cái thân bất tịnh này như vậy, và hiểu được cái con đường mà chúng ta đi là pháp hữu vi, giàu là trí tuệ đến mức độ nào đi chăng nữa, thì nó cũng vô thường, khổ ngã, không có ai cả. Thế giới là rỗng không tự ngã, không có ai điều khiển và kiểm soát được cái gì cả. Chính vì chúng ta hiểu được pháp không điều khiển, không kiểm soát, thì chính đó là kiểm soát. Vì sao vậy? Vì đã hiểu nó là vô thường thì nó đi rồi, nó diệt rồi. Đâu có cần phải thêm cho nó làm gì, nó thêm cũng không được. Đây là khoảnh khắc mới mà. Khoảnh khắc mới này mà thêm cho nó thì, nếu mà thêm phiền não thì nó là luân hồi, mà thêm thiện nó cũng là luân hồi thôi. Mà nó sanh khởi thì nó cũng bởi cái duyên này thôi, chứ nó không phải là cái duyên trước đó. Không có. Danh sắc từ sáng đến giờ đã vô lượng kiếp sống trôi qua rồi. Không còn ai ở đây cả. Khoảnh khắc này cũng không có ai hết. Chúng ta giữ bằng cái cách đó, bằng cái quán sát đó, thì chúng ta không có phẫn nộ. Và chúng ta nghĩ rằng chúng sanh nào có cái thân quẩn cũng đều đang khổ, đang chịu cái sự phiền não. Nó tấn công. Cái khổ nó tấn công. Cái danh sắc nó tấn công. Khi mà hiểu như vậy, rồi mình thấy cái thân thể của mình cũng bị nó tấn công, dầu không ai đánh, không ai giết, không ai chửi, thì cái tứ đại này nó cũng bất hòa. Rồi nó chứa vô lượng những cái nghiệp ác trong quá khứ. Thật là không đáng để phẫn nộ đối với thân nữa. Và thân này thì ta luôn luôn sợ hãi, sợ chết. Vậy mà người khác đem đến cái chết cho chúng ta một cách nhẹ nhàng, thì chúng ta lại giận, bực tức, khó chịu. Ngay cả cả là chúng ta chết, chúng ta cũng muốn chết đẹp, chết có đầy đủ tứ chi, các căn còn đầy đủ, nằm nhẹ nhàng ra đi. Đâu có chuyện đó xảy ra thưa quý vị. Không có chuyện đó xảy ra. Không ai kiểm soát được cả. Cái chết, không có ai làm việc chết ở đây. Chúng ta không có kiểm soát được việc chết.
chúng chỉ là nhân và quả. Thế còn duyên thì chúng tụ hội, dầu là chúng đi cà dẹo, lắc léo, chúng ăn bẩn ăn thiểu, đói, chúng nằm liệt giường liệt chiếu, chúng thải cái đồ bất tịnh hấp năm này năm năm kia, chét chi rồi cùng với cái thân xác rã rời trộn với phân đó, chúng cũng không thể chết được đâu, bởi vì cái thân này chúng không có làm việc chết, mà không có ai đến đó để làm cái việc chết được cả. Chỉ có tâm hết nghiệp hết phước, chúng đi theo con đường của chúng. Khi còn phiền não thì còn tiếp tục tái sanh. Còn phiền não thúc đẩy qua thân, còn sân hận đánh đập thì còn tử sanh luân hồi. Vậy thì giữ thân bằng cách đó là phòng hộ, bằng cái cách chúng ta phải hiểu rõ được các pháp. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác. Khi mình đã hiểu tất cả chúng sanh khổ đau như vậy, khi hiểu cái thân này nó là vô minh và ái tạo lên, dựng nên những cái thành bằng xương, mũ máu, hôi hám, và hằng ngày chúng ta cứ chấp thủ cho nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, bám chấp những cái đống thịt bà. Và cái thân này thì ngày hôm nào cũng phải nhét những cái tử thi này, tử thi kia vào, rồi thải ra những cái đống phân đầy quế trược. Ngày nào cũng phải làm những cái công việc đó mà không thấy khổ đau, còn thích thú. Khi nào hiểu như vậy thì từ bỏ thân làm ác, để không bao giờ còn thân nữa. Bởi vì còn thân là còn khổ, còn